bà qua lấy cái ghế giùm gì vậy con? Ghế cao á. Cái thùng đó là để gì vậy? Được kia mà mấy anh được cái gì? Em biết đâu nãy giờ in thử thì được, bây giờ vô chặn rồi mới được thôi. Buồn quá. Không like thì buồn. Ngày qua ngồi ghi gì nè. Trời ơi. Ở dưới nhiều đồ lắm, like nó đã nó xuống, sale nó xuống ở trên đây nữa. Kẹo muối nè, ê kẹo muối ớt ngon lắm. Con biết ăn kẹo đó. Ăn đi. Con biết ăn vậy con. Tôi không biết ăn. Con biết ăn. Xỉu luôn, nó kỳ lắm chị. Tức là đâu muối ớt mà chua chua cái cay ngon hả? Hello mấy chị. Em nghe lời chồng em kêu là xả đi em ơi, xả bớt đi nghỉ ngơi cho nó khỏe, giờ em nghe lời nó. Em xả từ lưa hộp dưa luôn. Đây cái áo khoác của chị. Áo khoác 40.000. Nha mấy chị. Chị nào lấy chốt mình thanh luôn. Rồi bữa hổm ai lấy quên mất tiêu. Rồi lên giùm Thanh là cái áo khoác này 40.000 nha. Áo khoác màu xanh. Xanh 40. Chị Hồng Trần. Hello Ngọc Dẻ. Hello mấy Ngọc Vàng nha. Điêu Thuyền. Hello em yêu. Bữa nào chị Thanh đổi nữa cha. Nha, bữa nào đổi nữa nha. Đây cái bộ đồ này Thanh sale cho mấy chị 25.000. 25.000 thôi mấy chị. Bộ đồ này là 40-45kg nha. 40-45kg Thanh sale cho mấy chị bộ đồ này 25.000. Cái này Thanh còn có 2 bộ thôi. Còn 2 bộ thôi, chị nào lấy chút giùm Thanh luôn ha. À, bộ này đúng ra Thanh bán 35-45 ngàn. Thanh bán cho mấy chị 25 ngàn luôn. Rồi ok Tuyết Nhi 25k nè. Thanh có áo ngực dành cho 80kg không? Có nha. Cái này là nam nữ đều mang được. Nam nữ đều mang được nha. Rồi Tuyết Nhi nè 25k. Rồi Nguyễn Ngọc Dẻ nè 25k nè. Rồi là hết nha mấy chị. Rồi đi học đi cưng rồi vô. Rồi Nguyễn Ngọc Dẻ nè 25k nè. Lên số điện thoại đi Ngọc Dẻ ơi. Lên số điện thoại giùm Thanh luôn ha. Cái bộ đó Thanh hết rồi, Thanh còn bộ màu này được không? Quần áo nghe đẹp. Ok em, cảm ơn em. Đây. Bộ này Thanh sale luôn 25 ngàn. Bộ này thì 50kg nha, 50kg vừa nè, 45-50kg. Rồi bộ trắng 25. Mấy chị lên Thanh là bộ trắng 25 luôn ha. Rồi Thanh cảm ơn Ngọc Dẻ luôn. Rồi cái này là bộ, này là bộ trắng. Trắng 25. Mấy chị lên giùm Thanh là trắng 25 nha mấy chị. Con ghi đi là Phúc ơi, con lấy cái giấy con ghi số điện thoại lên cái đó này. Rồi ok Mimi này trắng 25 nè. Mimi lên số điện thoại giùm Thanh luôn Mimi ơi.
con thấy không, thấy số không? Mimi lên số điện thoại giùm Thanh luôn ha. Rồi lấy cây khác cái gì còn thử coi. Này nè, cái cây này thử ra ra không? Con coi thử coi. Chị nào khách mới thì cho Thanh số điện thoại nha mấy chị nha, bữa nay cái giấy nó in được rồi. À, hình như là 40-50 ngàn một cái á chị. 40-50 ngàn một cái á. Rồi cảm ơn Mimi luôn. Để đó ghi luôn. Rồi cái bộ này trắng quần đen. Đây trắng quần đen theo luôn 25 ngàn cho mấy chị luôn, siêu rẻ. 25 ngàn trắng quần đen lên dùm Thanh là trắng quần đen 25k mấy chị. Bán rẻ cho mấy chị luôn. Đó, trắng quần đen 25 ngàn. Chồng Thanh nói à em ơi, xả đại đi, vừa bán vừa tặng cho. Rồi à, Nguyễn Ngọc Dẻ nè, trắng quần đen 25k ha. Nói vừa bán vừa tặng cho khách đi. Rồi trắng quần đen 25k Ngọc Dẻ. Rồi cái đó là, để Thanh coi còn không. Nha, bây giờ Thanh còn xếp cái bọc lại đi con, để đựng khác. Rồi cái bộ này là bộ trắng ngố lửng nha mấy chị. Mấy chị ơi, nó có dơ dơ về mấy chị giặt giùm Thanh nha mấy chị. Nè, nó có đốm dơ dơ về giặt giùm Thanh nha. Ok chị, bữa nào dẫn cháu lên lựa. Rồi 25 ngàn luôn. Trắng lửng nha, trắng lửng này nữ mặt nha mấy chị. 25 ngàn trắng lửng lên giùm Thanh là trắng lửng 25k. Để Thanh đưa lại cho mấy chị coi nè. Đó, trắng lửng nha mấy chị. Trắng quần lửng nè, trắng quần lửng này Thanh sale luôn 25 ngàn. Cái này là khoảng 45-50kg vừa nha. Đó, 45-50kg vừa Thanh sale cho mấy chị luôn 25 ngàn luôn. Lên giùm Thanh là trắng lửng nha mấy chị. Trắng lửng 25k. Đó, bộ trắng lửng đó là của nữ nha mấy chị. Của nữ nha. Rồi cái này 25 ngàn luôn nè, cái này là của nam. Đây bộ màu xanh. Xanh 45kg đổ lại mấy chị, 25 ngàn luôn. Xanh nha mấy chị, xanh này còn 2, 4, 6, 7 bộ thôi là hết rồi. Đó chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Bộ xanh quần đen, xanh quần đen nha mấy chị. Xanh lên giùm Thanh là mã xanh đi, xanh 25 ngàn. Xanh 25. Rồi ok, xanh 25 nè, ngọc dẻ nè. Không có ghi giá tiền thì con ghi giá tiền vô nha. Rồi ok, Mimi nè, xanh 25 nè. Hai bộ rồi ok. Rồi xanh 25 mấy chị, xanh 25 ngàn nha, xanh 25 ngàn lên nhìn Thanh luôn nha. Rồi còn có 4 bộ thôi nha mấy chị. Rồi cái bộ này thì trắng mấy chị, 25 ngàn luôn. Đây bộ trắng nè, bộ này đẹp lắm nha mấy chị. Bộ này là bộ 95 ngàn nè, 95 ngàn một bộ nè. À, nó màu trắng cho nên là nó bị rách cái bọc cho nên nó bị dơ, bộ này Thanh bán rẻ. À, có 55kg không chị ơi, cái này 55kg vừa nè, bộ này nó bị dơ bán rẻ 20 ngàn thôi. Lỗi mấy chị lên giùm Thanh luôn ha, lỗi 20 mấy chị nha. Bộ này lên giùm Thanh là mã lỗi 20, lỗi là nó bị dơ nha mấy chị, nó bị dơ nha. Rồi mấy chị lên giùm Thanh đi, mã lỗi 20 ngàn. Rồi Mimi nè, lỗi 20 nè. Rồi cái bộ này để Thanh coi thử có bị gì không nha. Đây bộ này là trắng 25 ngàn, bộ này không có bị dơ nha mấy chị. Bộ này là 50kg nè, 50. Bộ này là 25 ngàn, trắng 25 lên giùm Thanh là trắng 25 nha, bộ lỗi đó hết rồi. Bộ lỗi đó hết rồi nha, lỗi hết rồi. À, trắng 25.
Lỗi lỗi chị hết nha, chị về rồi nha cưng ơi. Bộ trắng 25 nè, ok Mimi nè, trắng 25 nè. Mimi nè, khách mới hết trời. Đâu rồi cái bọc đâu rồi, bỏ vô làm gì kìa. Rồi đâu để chị lấy một bộ lỗi cho Khánh, lỗi 20 cho Khánh băng đi. Khánh băng nè. Mối ruột nè. Rồi Khánh băng nè, bộ lỗi 20 nè. Rồi bây giờ Thanh còn bộ này nè, Thanh bán cho mấy chị luôn 20 ngàn luôn đi mấy chị nha. Bộ quần lửng nè, Thanh bán 20 ngàn cho mấy chị luôn. Đấy này nó bị dơ, lỗi dơ, bán 20 ngàn luôn. Đó, bộ này hôm kia Thanh bán 35 ngàn, bây giờ Thanh bán cho mấy chị luôn 20 ngàn lên nhìn Thanh luôn. Lỗi 20, lỗi 20, lỗi là lỗi gì mấy chị biết không? Nó bị dơ thôi mấy chị, về mấy chị giặt, ngâm xà bông giặt thì nó sạch thôi. Rồi 20 lên nhìn Thanh luôn ha, lỗi 20, bộ này là nữ nha. Quần lửng, quần ngố, ngố lỡ lỡ, quần tới đầu gối nha mấy chị. Đó 20 ngàn thôi, lỗi 20. Rồi Nguyễn Nghị nè, 20 ngàn nè, lên số điện thoại giùm Thanh luôn ha. Ủa có số điện thoại rồi, Nguyễn Nghị có số điện thoại rồi. Rồi lỗi 20 Khánh băng nữa nè, ok em nè. Đó bộ này á, nói chung là giờ Thanh bán giá lỗi đi 20 ngàn cho mấy chị luôn. Đó, nói chung là có bộ nó không có bị dơ, có bộ bị dơ. Rồi 20 ngàn luôn, chị nào lấy chốt Thanh luôn. Thanh bán rẻ lắm mấy chị, bán rẻ nha. Cái tháng giêng này là Thanh hay đi lắm, hay đi chơi lắm mấy chị, cho nên là Thanh bán gửi hàng cho cưng rồi đó cục vàng ơi. Rồi lên giùm Thanh luôn 20 ngàn mấy chị, siêu rẻ luôn. Rồi ok đổ thấm nè, 20 nè, quá rẻ mấy chị, có 20 ngàn thôi. 20 ngàn mà được bộ đồ mặc quá đạt, quá rẻ luôn á. Thắm ơi lên số điện thoại lại giùm Thanh đi Thắm ơi. Rồi có số điện thoại rồi, Thanh có số điện thoại rồi, ghi lại đi con. Nguyễn Nghị có rồi nha, Nguyễn Nghi có rồi nha. Rồi bộ này 20 ngàn nha, 20 ngàn mấy chị lên giùm Thanh luôn ha. Thấy không, con thấy không? 20 ngàn nha mấy chị, bộ này là bộ lửng nha. Khỏi đi để rồi đó, thấy rồi đó, lên rồi đó. 20 ngàn. Đó, bộ này là bộ quần lửng nha mấy chị, rất là đẹp luôn. Thanh bán cho mấy chị 20 ngàn là quá rẻ, quá đẹp luôn mấy chị. Mua về mặc mấy chị không thích, mấy chị phối cái áo này nè với cái quần khác rất là đẹp luôn. Đây để Thanh mặc vô cho mấy chị coi nè. Mấy chị mua về mấy chị làm cái áo lẻ, mấy chị mặc cái quần khác cũng đẹp nữa nha. 55kg đổ lại vừa. Đó, mấy chị mặc cái quần jean nè, quần sọt, quần tây, kaki gì, nói chung các kiểu về mình xé lẻ ra, mình mặc cái quần này với cái áo khác, cái áo này mặc với cái quần khác rất là đẹp luôn nè, thấy không? Thấy không mấy chị? Đó, như cái áo lẻ rất là đẹp luôn, 20 ngàn một bộ thôi. Còn có mấy bộ thôi là hết cho mấy chị, lên giùm Thanh luôn ha, 20 ngàn. Có bộ nó dơ, có bộ nó không dơ nha mấy chị, có bộ dơ, bộ không dơ nha. Đó, đằng nào bây giờ dơ hay không dơ gì đồ mới về mấy chị phải giặt thôi. Không giặt là mặt là nó bị ngứa nha mấy chị, cho nên là mình mua đồ về là đằng nào mình cũng phải giặt. Cho nên là dơ sạch gì cũng giặt hết trơn á. Mà cái này nó dơ mình Thanh bán giá rẻ cho mấy chị. Rồi lên chị nào lấy nữa chốt giùm Thanh luôn ha, 20 ngàn thôi mấy chị. Rồi cái bộ màu xanh, 25 ngàn có chị nào lấy không? Bộ màu xanh nha, bộ thể thao màu xanh. Đây thể thao xanh còn 3-4 bộ nè. Xanh còn 4 bộ chị nào lấy nè. Đó, màu xanh còn 4 bộ, 25 ngàn một bộ luôn. 4 bộ cuối cùng không còn nữa đó mấy chị, hết hàng luôn á. Đây Thanh còn 4 bộ nè, chị nào chưa lấy thì mình lấy đi, có 25 ngàn thôi nha. Cái bộ đồ con nít thôi là 45-45 ngàn, bây giờ Thanh bán cho mấy chị có 25 ngàn thôi nha. Bộ màu xanh nè, 45kg nha mấy chị, cao là được 50kg nha, ai mà cao là được 50kg. Rồi lên giùm Thanh là bộ xanh 25 ngàn, xanh 25. Ê cái sọt đó không biết để cái kiếp nào á. Em hai bộ xanh nữa, rồi ok nè. Rồi đổ thắm một bộ xanh nữa nè. Rồi vậy là Thanh còn có một bộ thôi mấy chị, còn có một bộ xanh thôi. Đổ thắm nè,
Rồi vậy là bộ xanh Thanh còn có 1 bộ thôi nha mấy chị. Nha, Thanh còn có 1 bộ thôi, chị nào lấy nữa thì chốt thôi nha. Xanh còn có 1 bộ thôi, mấy cục vàng thôi. Rồi cái áo này Thanh sale cho mấy chị 35.000 thôi. Cái này vừa bán vừa tặng cho mấy chị nè. 35.000 cái áo 120 bán cho mấy chị 35.000, 55 57 kg. Chị nào cao là 60 kg nha. Cái áo von thiêu nha mấy chị, áo von thiêu nè Thanh sale cho mấy chị 35.000 thôi. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, áo von. Áo von 35k rất là đẹp. 57 kg, chị nào cao là được 60 kg nha. Rồi cái áo này Thanh sale luôn 25.000 cho mấy chị luôn. 25.000 cái áo này là áo nỉ nha mấy chị. Rồi áo 35 nè, ok độ thấm nè. Độ thấm quen nó lại kìa. Áo đó chị hết rồi Nhi ơi, còn có một cái. Rồi cái này sale cho mấy chị 25.000 luôn. 25.000 cái áo màu hồng nè, áo này áo nỉ nha mấy chị. Áo nỉ này 55 kg đổ lại nha, 55 kg. Thanh sale cho mấy chị cái áo này 25.000 thôi. Rất là đẹp luôn. Rồi ok vi phương nè, áo 25k nè. Rồi vi phương nè, áo 25.000 nè. Rồi chị cảm ơn cục vàng nha, dán miệng lại con. Rồi đây cái màu tím này 35.000 nè. Đó, cái màu tím này là vải von nha mấy chị. 35.000, cái này là khoảng 45kg thôi mấy chị ơi. 45kg nha, cái áo von màu tím cà. Thanh sale cho mấy chị luôn 35.000. Lên giùm Thanh là tím 35k mấy chị, tím 35.000. Rồi áo tím 35. 45kg nha, 45kg. Rồi cái áo này thì 60kg nè. 60kg, cái này Thanh sale 45.000 mấy chị nha. Áo này hàng 120, hàng Thái mấy chị. Nè mấy chị thấy không? Đó, hàng Thái nha. Thanh sale cho mấy chị 45.000, cái này cái 130, 120, 130 nè, giờ Thanh sale cho mấy chị luôn 45.000. Rất là đẹp luôn, 60kg đổ lại nha. Đây mấy chị coi nè. Đó, cái tem nè, hàng Thái luôn á. 45.000, 45.000. Mặt nó không có bị xù lông. 60kg mà cái chất vải nó mặc nó thấm hút mồ hôi nha mấy chị. Rồi lên giùm Thanh luôn ha, 45.000, 45.000, 45.000 nha. Rồi cái áo len. Áo len nè, bữa nay sale luôn 29.000. Trời ơi, bữa hổm bán 45.000. Khách mua quá trời luôn. Bây giờ ra viên rồi, ế rồi bán 29.000 luôn. 29.000 lên giùm Thanh là áo len nha mấy chị. Áo len này 60-65kg. Chị nào cao là 70kg vừa luôn nha. Nếu như cao là 70kg vừa. Rồi lên giùm Thanh là len sọc 29.000. Cái này 29.000 là bán cho vui á mấy chị. Sọc 29 nha mấy chị, sọc 29.000. Đây cái áo len màu đỏ nè. Ở cái áo len đỏ này 45.000, 70kg vừa luôn. 70kg vừa luôn nha mấy chị, 70kg vừa màu đỏ. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, len đỏ 70kg 45.000. Đây cái này đúng xịn luôn nè. Đúng xịn luôn. Đó cái này Thanh sale cho mấy chị 45.000 thôi, 45.000 một cái nha. Cái này là 60-70kg vừa luôn, từ 50kg trở lên là mặc được hết á mấy chị nha. 50kg trở lên là mặc được, đỏ lên giùm Thanh là áo len đỏ nha, len đỏ 45.000. Cái Thanh bán 150-160 không á, Thanh sale cho mấy chị có 45.000 thôi. Đây ba cái bộ này là Thanh xả của khách nè. Rồi bộ này 45.000 mấy chị. 45.000 nha, bộ này là khoảng 57kg mấy chị. 57kg vừa nha, 57kg vừa, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Đây 45.000. 57kg. Bộ lụa nha. Đó nó họa tiết cái chữ này rất là đẹp luôn nè. Tay dài. Nha, Thanh sale cho mấy chị 45.000, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha, bộ 45k. Bộ này là màu hồng. Mấy chị lên giùm Thanh là hồng 45 nha. Rồi Thanh có bộ màu đỏ nè. Rồi bộ màu vàng nè.
nó bị ẩn không gì trời. Cái gì ngồi gì nó. Rồi cái này màu hồng, màu đỏ, màu vàng mấy chị, hồng, đỏ, vàng, ba màu nha. Có màu màu trắng nữa hay gì, màu kem hay gì á. Màu trắng trắng. Màu xanh nữa, bốn màu, cái này Thanh có bốn màu nha. Nè cột lại đi con. Gì thấy quá cột lại. Rồi, bộ này là bộ bộ thần bài. Bộ thần bài bữa nay bán cho mấy chị 35.000 luôn. 35.000, 35.000. Rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha, thần bài mấy chị. Comment chữ thần bài cho Thanh đi. Bộ này là 55 57 kg, chị nào cao là 60 kg mang vừa nha. Rồi lên giùm Thanh luôn ha, bộ bài 35k. Đó, bài 35k nha, bài 35.000. Cái gì? Mấy chị chấm 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 bài đi mấy chị. Chấm chấm bài. Bài 35. Bài 35.000 nha mấy chị. Cái này phải hồi Tết là bán là ngon rồi. Giờ giờ hết Tết rồi vẫn đi quánh bài được. Bài 35, ừ mấy chị chấm bài đi để cho nó đừng có bị ẩn. Rồi ok Vi Phương nè, trời ơi bây giờ mà có người bình luận thôi là mừng hết mẹ. À, bài này nó thiệt, bữa trước Thanh bán là cái bộ này bộ 100 mấy đó mấy chị ơi, bán cho mấy chị có 35.000. Đây rồi cái này nè, cái nón nè, bữa nay bán luôn cái nón này, bán 10k cho mấy chị luôn, 10.000 cái nón mấy chị, nón bo 10k mấy chị, lên giùm Thanh là nón 10.000 một cái mấy chị ơi. 10.000 cho mấy chị, lên giùm Thanh luôn ha, nón 10k, bữa trước bán 15.000, bữa nay show hand luôn 10.000 cho mấy chị luôn. Một cái nón 10.000. Rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Rồi cái áo này bán rẻ luôn, cái áo này bán 10k luôn. Đây cái áo này 10k. Ở Thanh nhủ riết nó nhăn mấy chị. Cái áo này là 45kg nha. 45kg Thanh sale cho mấy chị luôn. Nè áo 10.000 một cái thôi. 10k. Nón 10k lần đó nha chị. À, gửi em nón 10k. 10k gì? Hello bé Út. À, nón 10k là giờ cưng lấy mấy cái. Cưng lấy mấy cái. Lấy mấy cái để chị biết chị lấy cái nè. Đây áo khoác 45.000. Trời ơi mấy chị ơi nó đẹp nha mấy chị. Có 49.000. Ủa phải không ta, bữa hổm gì đăng là 49 mà sáng gì bán lộn cho nhỏ đó đó. Rồi bữa nay chơi luôn 45.000 luôn, khỏi 90 gì hết trơn. 45.000. À rồi ok, đỏ một cái thôi nè. Rồi ok cục vàng nè, lấy cái bọc bỏ vô đi con. Rồi cái này 45.000 thôi mấy chị. Bữa nay bán 45.000 luôn. Lên giùm Thanh luôn nha, 50-55kg vừa nha. Áo khoác da cá 45.000. Có túi trong nha mấy chị. Nha, có túi trong luôn ha. Hàng hai lớp chục nha mấy mọi người. Rồi Thanh sale cho mấy chị luôn. Khoác đỏ 45.000. Lên giùm Thanh luôn, đỏ 45, đỏ 45 nha. Rồi 45 ok em yêu. Rồi Thanh có màu cam nữa nha. Có màu cam nữa nè. Đây màu cam 45.000 luôn. Đây 45.000 luôn màu cam, ở sau nó có chữ trà neo, đẹp chưa mấy chị. Quá đẹp luôn. Đây cái màu cam, lên giùm Thanh là cam 45.000 nha. Cái này là Thanh sale, bữa hổm Thanh sale là sỉ là 49.000 á, bữa nay Thanh bán luôn. Rồi cam 45.000, lên giùm Thanh luôn. Đúng rồi, phải nỉ nha.
Rồi ok, Vi Phương nè, 45k màu cam nè. Rồi Thanh có màu trắng thôi nha, màu trắng, màu đen. Đâu rồi? Đâu con coi cái áo nó nằm chỗ nào chút. Coi cái trong đây nè. Bữa em mua 49.000 á, ừ, bữa nay bán 45.000 mua nữa cưng. Đây, màu đen. À, 45.000, hàng chi sáng bán 45. Tính tiền 45.000 nó tỉnh bơ luôn trời. Lấy liền luôn. Rồi ok, màu đen 45 Khánh Băng nè. Mấy chị ơi, rẻ mua để dành mấy chị. Áo khoác là nói thiệt, mấy chị mặc lúc nào cũng được hết á, năm này mặc không được năm khác mặc. Đó, không có thừa đâu, yên tâm đi nha. Áo khoác là mặc lúc nào cũng được chứ không có xưa gì hết trơn. Rồi màu đen nè, 45.000. Rồi đen 45 Nguyễn Ngọc Dẻ nè. Ở chị nào mua nhanh thì màu trắng nữa, có màu trắng nữa gì đó. Rồi Thanh có màu trắng nữa, chị nào lấy trắng chốt trắng giùm Thanh luôn ha. Màu đen, màu trắng, màu cam, màu xanh nữa. Ê, ở trên chển có hay gì á? Ở trển nãy con mới lên coi là có màu, chỉ còn màu đỏ. Ờ, màu đỏ. Màu đỏ với màu. Rồi ok, màu đen nè, ok cục vàng nè. Thanh có màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu xanh nha, màu xanh bơ á nha mấy chị, màu xanh bơ á. Trắng, đỏ, đen, xanh 45.000. U là mèn, nó rẻ mấy chị ơi. Nó rẻ mấy chị mua đi. Áo khoác mà Thanh sale cho mấy chị có 45.000, da cá có túi trong nha mấy chị. Rồi màu đen còn có 2 cái thôi mấy chị. Màu đen còn có 1 cái một thôi nè, chị nào nhanh thì còn, chậm thì hết đi ha mấy chị ha. Màu đen Thanh còn có 1 cái thôi, 45.000 lên dùm Thanh luôn. Khoác 45k màu đen, màu cam, màu xanh, rồi màu trắng, màu đỏ nha, có mấy màu đó đó. Chị nào lấy màu nào thì chốt dùm Thanh luôn ha. Rồi cái bộ đồ này sale luôn 20.000 cho mấy chị luôn nè. Bộ đồ đùi 20.000. Đó, 20.000 một bộ, lên dùm Thanh luôn ha. Bộ 20k, bộ đùi 20k nè. Đen 2 cái luôn hả? Rồi ok em. Cái bộ đùi này mấy chị mua 3 bộ Thanh bán 50.000 mấy chị. 3 bộ 50.000 nha. 3 bộ 50.000. Rồi bộ đùi 3 bộ 50.000, 50kg đổ lại, 45 50kg đổ lại, từ 40kg trở lên là vừa nha mấy chị. Bộ đùi sale cho mấy chị 3 bộ 50. 3 bộ 50.000, 3 bộ 50.000. Rồi áo khoác Thanh còn màu đỏ đô, màu xanh bơ nha mấy chị, màu xanh với màu trắng với màu cam. Đó, chị nào lấy chốt Thanh luôn. Rồi bộ nha mấy chị, bộ nè, 3 bộ 50, 3 bộ 50 nha. Đó, chị nào lấy chốt mình Thanh luôn, 3 bộ đồ đùi 50.000, 3 bộ. Đây Thanh còn đây nữa nè. Đó, Thanh chơi lớn, Thanh bán cho mấy chị 3 bộ 50.000 luôn. Đó, bộ này đúng đẹp luôn nha mấy chị. Đó, đúng đẹp bộ pyjama nha, 50kg đổ lại nha mấy chị. 50kg đổ lại. Đây. 3 bộ 50.000. 3 bộ là 3 màu nha. 3 bộ 3 màu nha mấy chị. Mấy chị mua 3 bộ Thanh lấy 3 bộ 3 màu, còn mấy chị mua 6 bộ thì Thanh sẽ lấy cho mấy chị 6 bộ 6 màu. Đó, mua là mặc hết mùa hè luôn. Rồi 3 bộ 50, ok Vi Phương nè, Thanh lấy 3 bộ 3 màu nha. 50.000 quá rẻ luôn. Đùi xanh 20, ok Khánh Băng. Rồi 3 bộ 50.000, chị nào lấy nữa chốt giùm Thanh luôn ha. 3 bộ 50, 3 bộ 50 mấy chị. Đây nón nè, Thanh sale cho mấy chị 10.000 một cái luôn. Cho em coi bộ KT quần dài. Để chị giờ chị lên từ từ cưng ơi. Chị lên từ từ chứ giờ cưng kêu chị lấy chị không biết đường. Thôi lấy 3 bộ 50, Khánh Băng sửa lại 3 bộ 50 đi con. Lấy đi 3 bộ 50, trời ơi em ơi, cục vàng thôi nó rẻ nó chết luôn đúng không? 3 bộ 50.000 mặc hết mùa hè luôn. Đó, sửa lại 3 bộ 50.000 con. Rồi lên giùm Thanh luôn ha, nón Thanh sale cho mấy chị có 10.000 một cái thôi, nón 10k, nón 10k. Xong rồi con gom cái ề nón kết nó qua cho dì luôn đi.
Rồi chị nào lấy nữa chốt giùm Thanh luôn ha. 3 bộ 50 nha mấy chị. 3 bộ 50 ngàn. Rồi bộ này, bộ này nó còn có một màu một, cho nên là Thanh bán cho mấy chị bộ này. Bộ này 20 ngàn. Giá 20 ngàn luôn nè, 20 ngàn. Lấy 2 bộ đi, 30 ngàn. 2 bộ giống hệt nha mấy chị. 2 bộ 30, 2 bộ 30. Không có bán lẻ một bộ nha, một bộ là 20. Mấy chị mua 2 bộ đi, Thanh bán 30 ngàn luôn. 30 ngàn 2 bộ đồ, mặc thấy cưng quá nè. Đó, thấy cưng quá trời luôn nè. Bộ này là khoảng 50 mấy ký vừa, 50 ký nha mấy chị. 50 ký vừa nha, 50 ký vừa. Đó, mua 2 bộ đi, 2 bộ 30 ngàn thôi. 30 ngàn 2 bộ đồ, thấy cưng chưa? Đó, thấy cưng chưa mấy chị? Mặc ngủ rồi ha, 2 bộ 30 ngàn. Cái này nó còn có một màu một thôi nha, còn có một màu một thôi. Một bộ là 20, 2 bộ là 30 ngàn. Đó, 30 ngàn được 2 bộ đồ mấy chị. Quá trời rẻ, mua cho con mình mặc. Bộ đồ này là bộ đồ tay cánh tiên nha, bộ tay cánh tiên 2 bộ 30 ngàn. Rồi cột lại con. Còn 3 bộ thì ê, 1 bộ thì 20, 2 bộ thì 30. Rồi cái nón này Thanh sale cho mấy chị 10k luôn. 10k cái nón kết luôn mấy chị. Nón kết xanh nè. Đó, nón kết màu xanh nè, 10.000 một cái. Thanh có màu xanh, màu trắng. Màu xanh, màu trắng, màu hồng. Trời ơi, Phúc lấy không lấy đủ màu, lấy 3 màu. Đây màu xanh, màu trắng, màu hồng nha mấy chị, xanh, trắng, hồng. 10.000 một cái luôn, nón kết mấy chị, nón kết 10.000 một cái. Bỏ cái này lên. Xanh lá luôn. Có 4 màu nha mấy chị. Đây đang có màu trắng, màu xanh, màu hồng với màu xanh lá nha, có 4 màu nha mấy chị. Lấy một cái thôi con, cái cũng được. Đây nè. Rồi xanh 10k ok em nè. Rồi chị nào lấy nữa chốt tình Thanh luôn ha. 10.000 một cái quá rẻ mấy chị. Mua về cho con mình nó đội mấy chị. Nó đội đi học rồi mấy chị, học thêm rồi đi nắng, đi vườn rồi đi vườn đi này nọ gì đó, nó đội đội đỡ nắng nha. Đây màu này là màu đỏ nè. Ê màu hồng với lộn, màu hồng nha. Màu xanh lá nè. Rồi màu xanh này là màu xanh xanh da trời nè. Xanh ngọc đó nha. Rồi với màu trắng, với màu trắng nha mấy chị. Đó chị nào lấy chốt tình Thanh luôn, có 10.000 một cái thôi, quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn. Rồi cái đôi giày này bán rẻ cho mấy chị luôn, 65.000. Đôi này là size 38, 37 mấy chị, size 37. Cái này chân 37, 38 mang vừa để mang thử. 37 mấy chị ơi, cái đôi này là size 37 nha, Thanh sale cho mấy chị luôn, 65.000 luôn. Cái này là vừa bán vừa tặng đó mấy chị. Đó, đôi sụt nè, hàng xịn nha. Đó, mấy chị thấy không? Thanh sale cho mấy chị 65.000, đôi này đúng xịn luôn nha, đúng xịn luôn mấy chị. Đế cao là cao khoảng 5 phân á. 65.000, mua đi đám đi tiệc đi chơi cũng được, sọt vô nó dễ mang dữ lắm mấy chị. Đó, khỏi cái cục dây cục ơ gì hết trơn ha. Theo cho mấy chị luôn đôi này 65.000. Rồi cái này bữa nay Thanh sale cho mấy chị luôn 35.000 luôn. Rồi lên giùm Thanh luôn. Áo khoác kaki. Kaki kaki mấy chị 55 kg, màu đen nè, Thanh sale cho mấy chị 35.000. 35.000 áo khoác, lên giùm Thanh là áo khoác đen 35k nha, đen 35.000 mấy chị. Trời ơi nó rẻ nha. Đen này còn có 3 cái thôi. Áo khoác kaki nha mấy chị, 35.000. Khoác 35 hai cái ok em. Trời quá trời rẻ anh trời. Quá trời rẻ luôn. Rồi ok Khánh băng nào, khoác 35k rồi hết cho mấy chị. Đó, 35.000 hết. Thôi còn gì nữa. Đây rồi cái này 35.000 luôn, cái này bán 29.000 luôn. 29.000 cái áo này mua cho thằng chồng cưng mang được nè, Võ ơi. 29.000 29.000 cái này là 70 ký vừa luôn nha. 6 nói chung từ 45 ký trở lên mặc được. 45 ký trở lên mặc được, Thanh sale cho mấy chị luôn 29.000.
29.000 thôi, cái màu đen nè, đen 29 lên giùm Thanh là đen 29.000, 70 kg đổ lại, 45 kg trở lên là mặc được nha mấy chị. Đó, Thanh sale cho mấy chị luôn 29.000 luôn. Rồi đen 29 nè, ok Khánh băng nè, cái đen này đẹp nha, cái đen này đúng xịn luôn á. Giải đẹp lắm luôn á. Rồi cái quần này bữa nay làm sale cho mấy chị luôn nè, 20.000 một cái luôn, 3 cái 50.000 à, có 50.000 thôi là mua về cho con mình mặc đã luôn. Cái này cưng mua cho con cưng mặc hoặc thằng chồng cưng mặc đi làm hồ rồi được á. Vỏ đây 3 cái 50.000, chơi lớn luôn mấy chị. 50.000 3 cái, bình thường bán cái 35-45.000, giờ bán 3 cái 50.000 luôn quần nha. Quần này là 50 kg đổ lại nha mấy chị, tùy theo chiều cao, nếu mà người nào mà ốm ốm cao cao là được 50-55 kg. Lên giùm Thanh luôn 50.000 ba cái, ba cái quần 50.000. Rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha, quần thể thao, quần thể thao quần đen nha mấy chị, quần thể thao đen. Rồi ba cái 50-50.000 ba cái quần, có quá rẻ luôn á, mua cho nó mặc đi làm á cưng, mua cho nó mặc đi làm. Rồi chị nào lấy nữa chốt giùm Thanh luôn ha, quần 3 cái 50.000 nha mấy chị. Cái này là còn có mấy cái là Thanh hết rồi, nó bán rẻ đó. Rồi cái này 3 cái 50, rồi cái này đúng rồi, rồi 3 cái 50 lên giùm Thanh luôn ha. 3 cái 50.000. Kim Liên đâu mất tiêu rồi trời. Bữa nay sẽ sale quá rẻ luôn rồi, bắt đầu mất tiêu rồi trời. Rồi cái quần trắng này sale luôn 29.000 mấy chị, 29.000 cái quần thể thao màu trắng. À 29.000, quần này 45.000 nè, sale 45.000 giờ bán cho mấy chị 29.000 luôn. Rồi lên giùm Thanh luôn, thể thao trắng, quần trắng đi mấy chị 29.000. Rồi trắng 29 nha mấy chị, trắng 29.000 cái quần trắng 29.000. Cái áo khoác màu đen còn cái nè 45.000 nè, khoác đen 45.000 còn một cái nè, chị nào lấy vớt luôn. Đây áo khoác đen 45.000 da cá nha mấy chị, áo khoác da cá có túi trong nha, 45.000 chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha, đen 45k. Rồi cái quần này bán rẻ luôn 25.000 luôn. Đây cái quần này khoảng 40 kg thôi mấy chị ơi, 40 kg nha, ốm ốm mặc được nha, mập quá mặc không được đâu. Ở cái quần này bán rẻ cho mấy chị 25.000 thôi. Chất là umi xịn nha mấy chị, hàng của Tuyết Chinh nè. Ở hàng tem của Tuyết Chinh là không có rẻ đâu nha mấy chị. Nha mấy chị mua đồ vô shop mấy chị coi cái tem mà để chữ Tuyết Chinh này á, tem là Tuyết Chinh là cái trăm mấy không á. 40 kg, cái này 40 kg thôi nha, còn size nhỏ bán rẻ cho mấy chị 25.000 mua cho con mình mặc được. Rồi quần 25 nè, ok nè, Thảo nè, Kim Thảo nè. Cái quần 25 này á là nó size nhỏ nha, nó size nhỏ thôi, không có size bự nha, còn có cái một bán rẻ 25.000 luôn. Rồi quần Thanh hết nha, quần đó Thanh hết rồi. Rồi bây giờ Thanh sẽ bán cho mấy chị cái quần này nè, giá 25.000 luôn nè. À, quần này 25.000 luôn. Ô là mèn, hôm qua bán 29.000 cho khách sĩ 29-35 nghìn quên mất mẹ rồi. Rồi lên giùm Thanh luôn 25.000 luôn. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, quần 25k, quần 25k. Quần thể thao, quần này 55 kg mấy chị, 50-55 kg vừa nè. 50-55 kg vừa, quần 25.000 lên giùm Thanh luôn, quần thể thao 25k. Nha, quần thể thao 25k còn mấy cái nè bán rẻ cho mấy chị luôn 25.000. À, còn có mấy cái lên giùm Thanh luôn ha, quần 25.000. Rồi cái này quần thể thao, quần thể thao 25.000. Rồi cái bộ đồ này sale luôn 10k luôn.
Rồi thể thao 25 ok Khánh Băng nè. Mấy cái quần này mấy chị mua mặc đi làm không có thừa đâu mấy chị. Đó, tại vì Thanh bán là Thanh có việc cho nên là Thanh bán, Thanh thanh lý đồ bớt gì đó mấy chị, bán rẻ gì đó mà mấy chị không mua là uổng lắm, tiếc lắm luôn á, nói thiệt luôn á. Rồi cái bộ đồ này, bộ đồ dây 45kg đổ lại Thanh sale cho mấy chị luôn, 10k luôn. 10k bộ dây ngủ mấy chị, bộ dây ngủ nha, sale cho mấy chị 10.000 luôn. Rồi chị nào lấy chốt cho Thanh luôn, bộ 10k Thanh còn hai bộ nè. 10k thôi mấy chị, có 10.000 thôi. Đó, lên giùm Thanh luôn, bộ ngủ 10k 45kg đổ lại nha, 45kg đổ lại 10.000 luôn. Rồi 10k ok Vi Phương nè, 10k nè ok Khánh Băng nè. À, Thanh giải quyết từ đây tới tới hè đó mấy chị, giải quyết từ đây tới hè là Thanh sẽ nghỉ một thời gian mấy chị. Rồi đây cái áo này nó bị dơ nè, Thanh bán 10k cho mấy chị luôn nè, về giặt rồi cho người nhà mình mặc nha. 10.000 luôn. Lâm, em Võ lấy cái áo này về giặt đi rồi mặc cho thằng chồng cưng nó mặc nè. Cái áo này Thanh bán 10.000 luôn, áo trắng nè mấy chị. Nó bị dơ nha, về giặt là sạch nha mấy chị chứ không phải rách rưới gì đâu. Lỗi nha, 10k, cái áo trắng là lỗi 10k nè, lên giùm Thanh luôn. Trắng 10k mấy chị, lên giùm Thanh là áo trắng 10k nha, áo này là nam, áo nam nha mấy chị, nam mặc ngủ mặc ở nhà rồi mấy chị nha. Áo trắng 10.000. Rồi cái quần jean này Thanh sale cho mấy chị luôn. Đây quần jean này 45.000 thôi. Quần jean này là khoảng 35kg á, 35-40kg nha. Đẹp chưa, 40kg đổ lại. Rồi mua cho con mình mặc mấy chị nha, mua cho con mình mặc. Thanh bán có 45.000 thôi. Cái quần jean này trăm mấy giờ bán 45.000. Đây mấy chị coi nè, giá là 258.000 nè. Siêu thị nè, siêu thị bán, shop bán 258.000. Rồi tiết chu này trắng lỗi 10k nè. Cái này nó bị lỗi dính dơ nha, về giặt giùm Thanh nha. Rồi tiết chu lên số điện thoại tiết chu ơi. Rồi cái này 45.000 mấy chị nha. Cái quần này Thanh sale cho mấy chị 45.000. Cái quần này là khoảng 35-40kg đổ lại nha, 35-40kg. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, quần jean 45.000. 45.000 cái quần jean, lên giùm Thanh luôn, quần jean 45k. Rồi áo khoác này sale 35.000 mấy chị. 35.000 cái áo khoác nè, áo khoác hai bề nha mấy chị, mặc được hai bề, bề trong bề ngoài gì cũng mặc được hết trơn nha. Nó có hai bề nè. Bề trái bề phải gì cũng mặc được hết nha mấy chị. Thanh sale cho mấy chị luôn 35.000 thôi. Rồi lên giùm Thanh luôn, khoác 35.000 55kg đổ lại nha. 55kg đổ lại, lên giùm Thanh luôn, áo khoác nó có cái khẩu trang chống nắng luôn nè. Rồi lên giùm Thanh là khoác 35.000, khoác 35.000. Tiết chu lên số điện thoại giùm Thanh nha. Tiết chu là tiết chu này là ở An Giang phải không ta? Châu Đốc An Giang phải không? À lên giùm Thanh luôn nha, áo khoác 35.000. Đâu rồi cái bộ kake đâu? Phúc ở đẳng có bộ KT, lấy bộ KT lại cái gì á Phúc? À tiết chu ở Đắk Nông, Đắk Nông hả? Rồi Thanh cảm ơn tiết chu luôn. Không, cái bộ pyjama á. Thôi lỡ một bộ này đi. Nó lại bộ pyjama. Rồi bộ đồ này 35.000 mấy chị. Nha, bộ này là 60 65kg nè. 35.000 chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Đúng rồi. Đây 35.000, 35.000 65kg đổ lại nha mấy chị, 65kg. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, tiếp chu xuống thôi. 35.000, bộ này 35.000. Hello Năm.
bán ế quá mà không có không ai gửi đi đánh bại cho anh Năm ơi. Rồi 35.000 màu xanh nè, rồi màu hồng nè, rồi màu xanh lợt nè, rồi màu xanh đậm nè. Màu này là màu nền trắng nha, nền trắng. Rồi màu này là màu nâu nè, 35.000. Bỏ lên hình thanh luôn ha, 35.000. Cô lại nha, màu nâu nè. Rồi cái này là màu xanh nè, màu xanh đậu nè. Rồi xanh lợt nè. Xanh lợt 35k nè, ok nè. Xuống đây. Rồi để xuống. Bé Út lên số điện thoại luôn bé Út ơi. Lên số điện thoại em bé Út. Rồi cái này màu hồng nè. Màu xanh đậm nè. Màu nền trắng nha, cái này là nền trắng. Mấy chị lên thanh là mã nền trắng nè. Rồi cái này là màu xanh đậm nè. Màu hồng nè. Màu xanh đậu nè. Rồi màu nâu nha. Bé Út lên số điện thoại bé Út ơi. Rồi bộ này sale có 35.000 mấy chị. Quá rẻ, quá rẻ. Em cho rồi cho lại đi để chị nhập lên em. Chị thấy chị in bill qua chưa có thấy có số điện thoại nè. Rồi bộ này sale luôn. Rồi ok nguyên bảo nè, trắng 35 nè. Bộ này đúng 35.000 là đúng rẻ, đúng đẹp luôn á. Chị nào không mua uổng lắm. Rồi ok nguyên bảo nè. Rồi cái bộ đồ này là bộ pyjama, thanh sale bộ này 29.000 cho mấy chị luôn. Nha, 29.000, bộ này là bộ pyjama vải cà tê lụa nha mấy chị. Bộ này là khoảng 45-47kg nha. 45-47kg thanh sale cho mấy chị luôn, 29.000. Mặc pyjama thằng bài đi đánh. Hết rồi phải còn là lấy mặt đi đánh bài với Năm này. Thằng bài đi đánh bài cho ăn. Rồi lên em thanh là bộ này 29.000 nha. 29.000 bộ xanh 29k mấy chị. Xanh 29.000 mấy chị lấy cái hai bộ đi. Ok chị, cho chị số điện thoại đi. Ok gì. Rồi lên đi hai bộ thanh bán hai bộ 50.000 luôn, hai bộ hai màu. Nha, mấy chị lấy hai bộ hai màu lên bán hai bộ 50 luôn. Trời ơi 25.000 một bộ. Má ơi bộ pyjama mà bán riết là bán còn có 25.000 thôi mấy chị. Bán riết là còn có 25.000 một bộ thôi, quá trời rẻ rồi. 25.000 lên giùm thanh luôn ha. Hai bộ 50 nha, mua một bộ là 29.000. Hai bộ hai màu. Đó hai bộ rồi ok hai bộ nè, Khánh Băng nè. Rồi Nguyên Bảo nè. Đó hai bộ. Hai bộ mà có năm ấy có hai bộ mà có 50.000 thôi mấy chị. Rồi con ghi số đi lại gọi lại đi em. Hai bộ mà có 50.000 thôi mấy chị ơi, quá trời rẻ luôn. Phút mai con lên con lấy cái này nữa đi con. Cái mẫu vải cà tê lụa nha. Mà không lấy màu khác đi. Rồi Uyên Nguyễn nè, hai bộ nè. Hai bộ có 50.000 thôi mấy chị nha. Thanh bán là bán vừa bán vừa tặng cho mấy chị á. Uyên Nguyễn hai bộ nè. Rồi Khánh Băng hai bộ nè. Tuyết Chu hai bộ nè. $50.000 hai bộ mấy chị nha, quá rẻ luôn mấy chị. Thanh bán cái này là bán vừa tặng cho mấy chị á. Cái này là khoảng 50kg, cao là 50kg. Cao là 50kg á. Cái này nó có màu đâu rồi? Hồi nãy con lấy trong đây còn không? Còn màu gì nữa? Cái đó hình như còn á con ơi. Màu xanh có màu gì nữa? Thôi thấy mẹ đợi đi.
Ê thảy bên đây nè con ơi. Rồi đưa cái bộ đó lại cho gì đi. Trời ơi trời mấy chị ơi. Quá đẹp luôn, nhức cái nách luôn á mấy chị. Nhức cái nách luôn. Nhức cái nách luôn á, 25.000 là quá rẻ luôn mấy chị. Mấy chị không mua là mấy chị tiếc. Tại vì Thanh bán là Thanh có việc cho Thanh nghỉ cho nên là Thanh mới bán giá rẻ vậy đó. Thanh chuyển qua Thanh bán vàng xị á mấy chị. Bộ đồ này á là từ là nói chung là tùy theo chiều cao nữa. Có người cao á thì 50 mấy ký, còn mấy người lùn lùn á. Đây. Chị bán combo 2 bộ nha cưng. Lấy bộ vàng với nha. Thánh băng có bộ vàng chưa? Thánh băng á. Thánh băng á có bộ vàng rồi phải không? Hai bộ hai màu Thanh sẽ lấy hai bộ hai màu. Mấy chị muốn lấy ba bộ Thanh lấy ba màu. Bốn bộ mấy chị lấy bốn bộ đi, 100.000. 100.000 bốn bộ bốn màu. Đó, đẹp nhức nách nhức nhối chưa mấy chị? Đó, Thanh bán cho mấy chị có 25.000 thôi, hai bộ nha. Năm mặt vừa không hả? Cái này năm. Cái này năm mặt con chung sợ ngắn á năm ơi. Sợ ngắn á, tại vì năm cao quá trời luôn á, sợ ngắn. Mặc mặc ngủ với dưỡng năm thì được. Em mua hai bộ. Rồi ok nè, hai bộ nè. Là chị lấy một bộ vàng với bộ xanh nha, hai bộ hai màu nha. Đó, vậy nè, hai bộ hai màu. Bộ vàng với bộ xanh, bộ nào cũng đẹp hết trơn á. Bộ nào cũng đẹp hết. Đó, bộ vàng chị lấy cho cưng bộ vàng với bộ xanh. Đây bộ xanh cũng đẹp nè, hả, không có thua gì bộ vàng hết trơn á. Nói chung bộ nào cũng đẹp, mấy chị mua đi rồi ghiền nha. Trời ơi, cái bộ này bộ xanh này xanh tay dài luôn rồi. Phải không ta? Ủa gì hả? Đó, rồi cái này là bộ xanh với bộ vàng nha, chị lấy cho cưng hai bộ nha, hai bộ nha, xanh với vàng. Bộ vàng thôi hả? Vậy là lấy hai bộ ha. Hai bộ vàng. Giống hệt luôn. Rồi hai bộ vàng luôn nè. Rồi chị nào lấy hai bộ 50.000 nữa lên giùm Thanh luôn ha. Hai bộ 50.000 rồi ok mất kết nối nè. Trời ơi nó đẹp mà nó rẻ nữa, 25.000 mấy chị mua không có đâu, nói thiệt luôn. 25.000 mua không có đâu. Giờ Thanh này Thanh có việc cho nên Thanh nghĩ bán Thanh nó bán rẻ cho mấy chị vậy đó. Rồi lên giùm Thanh luôn, 25.000, 25.000, hai bộ 50.000. Ủa rồi mấy cái gì nhớ còn cái KT nữa mà con. Thấy đi. Cái giải nó giải KT. Phúc giải KT. Mấy bộ KT á, thảy xuống cho dì đi, dì bán rẻ luôn đi. Rồi đi Thanh lấy nữa, Thanh bán nữa cho mấy chị nha. Đó, hai bộ 50.000. Đây, cái quần này bán rẻ luôn nè. Quần này bán cho mấy chị 10k thôi, 10.000 thôi mấy chị về giặt đây nha. Lấy em một bộ vàng thôi, còn bộ cái gì, bộ nào nữa không em lấy thêm. Không, chị bán combo vậy đó cưng ơi, chị bán combo vậy chứ chị không có cho lựa nha. Đó, rồi cái quần này Thanh bán 10.000 thôi, mấy chị về mấy chị giặt đi nó dính dơ nè mấy chị nha. Cái quần này 10.000, quần này 45kg nha, 45kg, sale cho mấy chị 10.000, về giặt là nó sạch nha mấy chị. Mấy cái này về giặt là nó sạch nè, 10.000 luôn. Cái quần này theo 10k luôn, nó bị lỗi dơ. 10.000, 45kg nha, lên giùm Thanh luôn. 45kg, 10k mấy chị. Rồi cái áo này Thanh sale cho mấy chị luôn nè, 35.000. 65kg nha. 60-65kg, 35.000, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Cái áo von 35.000. Ừ đúng rồi, mấy cái KT đó đó. Em biết sao mà chị bán
combo vậy không? Chị bán gì cho nó nhanh đó. Chứ mà còn mà lựa từ cái chị đâu có bán giá đó. Lựa từ cái chị bán 25 ngàn rồi mất thời gian chị nữa. Em biết nói lâu là cái cổ họng của chị nó có vấn đề nữa nè. Rồi áo von 35 nè, ok tiết chu nè. Cho chị. Còn cưng không có chịu lấy thì bỏ ra, chứ chị bán combo vậy thôi. Đây cái này thanh sale cho mấy chị luôn 25.000 luôn nè. Cái này cái yếm nha, mà cái xe cái đầm yếm nè. Cái đầm yếm nè, mặc chiếc áo thun màu trắng ở trong rất là dễ thương luôn. Đó, cái đầm yếm 25.000 mấy chị, 25.000 thấy cưng chưa? Đó, mặc thấy cưng dữ lắm luôn, 50kg đổ lại nha. Thanh sale cho mấy chị luôn 25.000. 25.000 cái yếm nha, cái set yếm nè, cái set set váy yếm á, set đầm yếm á. Xe cho mấy chị luôn 25.000, 25.000. Rồi cái áo khoác len. Đưa cho chị con. Rồi cái áo khoác len nè, thanh sale cho mấy chị luôn 40.000 nha, khoác len 40. Khoác len 40 nha, màu đen nè. Khoác len này là 60kg đổ lại nha mấy chị. Sale cho mấy chị áo khoác len 40.000. Rồi à, màu đen nè. Rồi màu này màu hồng ruốt nè. Rồi cái áo này thanh bán rẻ cho mấy chị 10k mấy chị. Về giặt nha. Nè, trên cái vai nó bị dơ, mấy chị về mấy chị giặt giùm thanh đi, thanh bán rẻ cho mấy chị 10.000 luôn. Đó, áo trắng này là khoảng 35-40kg nha. 35-40kg thanh sale cho mấy chị luôn 10.000. 10k lên giùm thanh là áo trắng 10k mấy chị. Trắng 10k. Của bé gì đó, bé Út kia nó bỏ ra đi con. Rồi áo nè 10k nè, hai bộ vàng nha, hai bộ vàng đó. Rồi ở trắng 10k nè, Khánh Băng nè, hết rồi chị Tuyết Chu ơi, có một cái một à. Rồi cái quần này bán luôn 10k luôn mấy chị. Cái quần này là khoảng 40kg nha, 40kg nè, cái quần sọt nè, thanh sale cho mấy chị 10k luôn. Quần này lưng dễ kéo nha. Rồi quần sọt 10k, quần sọt 10k lên giùm thanh luôn, quần sọt 10k. Đó, cái quần xà lỏng này bán cho mấy chị 10.000 luôn. Quần xà lỏng này mặc với cái áo nãy đẹp á. Rồi quần 10k, nói thiệt cái mua mà bỏ cỡ 200.000 thôi, mua đồ của chị Thanh tẹt ra luôn. Rồi bộ này vẫn là hai bộ 50.000 luôn. À, tay ngắn nha mấy chị. Hai bộ 50, hai bộ 50 nha. Không có lựa từng bộ nha mấy chị. Đó, lấy hai bộ thanh sẽ lấy cho mấy chị hai bộ hai màu. 50kg đổ lại luôn. Đó, lên giùm thanh luôn. 50.000 hai bộ đồ. Quá trời rẻ luôn mấy chị. Nha, bộ này là cũng là từ 45-50kg đổ lại, 40kg trở lên là quốc vừa. Bộ hồi nãy là tay dài, này tay ngắn mấy chị. Hai bộ 50.000. Rồi, bộ màu hồng với bộ màu xanh nha mấy chị. Đây, xanh nè. Em trốn quá. Trời ơi, dễ gì trốn mua của chị Thanh, dễ gì trốn em. Dễ gì trốn mua của chị Thanh là giá rẻ dữ lắm. Mua của người ta mới trốn, chứ mua của chị Thanh là không trốn nổi đâu. Rồi, hai bộ 50.000 mấy chị, hai bộ 50.000 nha. Bộ này bình thường bán 35.000 là rẻ thấy bà rồi, mà bữa nay Thanh bán cho mấy chị hai bộ 50.000. Đó, hai bộ hai màu. Cục vàng nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Hai bộ đồ cái tay lụa hai bộ 50.000. Ai bưng bưng cái sọt dép lại gì bán rẻ luôn không ai? Dép ờ đúng rồi, màu đen. Rồi cái áo này 45.000, áo khoác da cá mấy chị. Áo khoác da cá nha, 45.000, 45.000 lên giùm Thanh luôn. À, cái áo này à, xanh hồng 25. Rồi ok em.
Ủa bé Út nãy giờ cho số điện thoại chưa Phúc? Sao gì không thấy ta? Rồi à, phát 45 trắng rồi, ok nè, ok Khánh Băng nè, em lấy một bộ vàng hồ, được không? Rồi thôi kệ, lấy cái giấy đâu hồi nãy bỏ vô đi con, 45. Còn thôi con ghi con để chung vô cũng được. À, có nha Vi Phương ơi, có nha con. Rồi trắng 45, trắng 45 lên nhìn Thanh luôn nha mấy chị, áo khoác trắng 45 ngàn. Trắng 45 ngàn nha, bộ 3D, bộ 3D 35 ngàn nè cưng. Bộ 3D 35 ngàn nè. Đó, bộ ngố 3D nè. Rồi chị biết rồi, chị thấy rồi. Đó, bộ này 35 ngàn, 35 ngàn nha. À, áo von 35k được. Rồi 35 ngàn nè, bộ mèo nha. Bộ mèo Kitty á, bộ mèo Kitty 35 ngàn nè Vi Phương ơi. Bộ ngố nè cưng, bộ quần ngố nha. À, có gửi áo sơ mi cho em à, y như hình cưng chọn là không có Linh Bùi ơi, chị có hình khác rồi chứ cái hình của cưng như như hình cưng chọn chị kiếm không ra. Rồi 35 ngàn nè, bộ ngố 35k, bé khoảng 35 40kg đổ lại nha, 45kg cũng vừa luôn. Rồi bộ sọc nè, sọc nha, sọc 35, sọc 35 lên dùm Thanh luôn, sọc 35 ngàn. Mèo xanh 35 ok vỏ nè. Rồi bộ sọc nha, sọc 35. Cái này cưng lấy mấy bộ chị lấy cho à, cái gì Vi Phương ơi. Sumi Nam chị không có ở đây nha. Nè sọc xanh nè. Rồi bộ gấu nè. Trời ơi bộ gấu này thấy cưng quá trời luôn nè. Con gấu 35 ngàn. Rồi Tú Nguyễn nè, bộ sọc 35 nè, ok em nè. Sọc chị Thanh có hai màu nha. Sọc chị Thanh có hai màu. Sọc chị Thanh có màu xanh đậm, xanh lợp. Rồi cái này là bộ gấu nha, gấu ngố nha mấy chị, 35 ngàn. Đó lên nhìn Thanh là bộ gấu luôn, gấu 35, gấu 35. Rồi gấu vàng 35, con ghi dùm nhờ dùm gì đi con. Rồi gấu vàng 35 Na Linh nữa nè. Rồi Ngọc Dẻ nè 35 nè. Rồi Vi Phương nè 35 nè. Ngọc Dẻ rồi phải không? Lấy em sọc kia luôn. Rồi Tú Nguyên nè, cột chung vô đi con. Rồi Võ Hạnh nè, gấu nè. Rồi bộ gấu 35, chị nào lấy gấu chốt Trịnh Thanh luôn ha. Nè Võ Hạnh nè, Na Linh nè, gấu 35 nè. Ngọc Dẻ có rồi. Rồi Vi Phương nè, gấu 35 nè. Rồi gấu, chị nào lấy gấu chốt Trịnh Thanh là gấu 35 ngàn nha mấy chị, gấu 35 ngàn. Rồi ok Tú Nguyên nè, Tú Nguyên gấu 35 nè, gì thấy là dưới thun là con cột lại nè. Gì không có in. Rồi chị nào lấy gấu 35 nữa chốt Trình Thanh là gấu 35 nha, bộ 3D còn ở dưới nha. Bộ 3D còn không ta? Ê con đưa giùm viền bộ thể thao màu xanh nó còn mộn nữa, like cho nó hết luôn đi con. Rồi gấu 35 nè, ok Khánh Băng nè. Đó bộ đó đó, xanh đó đó à. Rồi nguyên cây đó luôn con, nguyên cây thun đó luôn. Hello cục vàng. Đúng rồi. Trời ơi cục vàng ơi, bữa giờ đợi cục vàng quá trời luôn. Lên sơ mi nam đi, em chọn vài cái sơ mi nam. Sơ mi nam là ở trển có không ta? Sơ mi nam giờ chỉ còn size nhỏ à, không có size lớn. Size lớn là nằm dưới kho hết rồi. Rồi bộ này 25 ngàn nè mấy chị, 25 ngàn, 25 ngàn nha. À, cục vàng nào lấy chốt giùm Thanh luôn, 25 ngàn. Đây 25 ngàn, cái này Thanh còn có một bộ thôi, 45kg nha.
45kg 25.000. À, Diệu ơi, để chờ chút nữa Thanh xuống like cái Thanh nói này cho Diệu nghe nè. Rồi cái này 25.000 bộ xanh nha, bộ thể thao màu xanh này Thanh còn một bộ, Thanh sale cho mấy chị 25.000 luôn. Còn có bộ một à. Đây cái này đôi sụt nha mấy chị, đôi sụt nè. Đôi này nó ấy quá, đôi này size 39 nè. Có bộ của nam không? Bộ của nam có cưng. Bộ của nam có nè. À, ông xã của Diệu chừng nào mới đi biển, chừng nào mới về? Tháng sau có về không? Đây bộ này là 25kg nha mấy chị, 25kg nè. Đó, 35.000. Bộ này 25kg nha, lên giùm Thanh luôn. Bộ thể thao 25kg, bộ rồng nha mấy chị, lên giùm Thanh là bộ rồng 25.000. Đây bộ rồng 25.000 nha. Bộ nam thôi cái này để nói riêng đi. Tại vì Thanh định tháng sau là sinh nhật ba Thanh đó, cho nên là Thanh định gửi mua để mua hải sản. 25kg 35.000 chứ không phải 25.000 nha cục vàng. 35.000 chứ không phải 25.000 nha. Cái này là 35kg á. Ê 25kg. Gấu vàng còn nha béo ơi. Gấu vàng còn nha. Rồi đây cái bộ này 35.000 nè. À 35.000 bộ đùi nha, bộ Mickey nè, trời ơi nó đẹp nè. À, bộ Mickey 35.000, bộ này cũng 40-45kg đổ lại luôn nè. Gấu vàng còn nè, cưng lấy không? Đây cái bộ Mickey nè. Ừ, để có gì gần tới đó đi rồi mình gửi, tại vì cái mực ở ngoài đó đó, mực ở ngoài biển á, người quen mua á, mới ấy chứ còn Thanh sợ mua ở ngoài nó ướp ba cái chất ấy á, Thanh không có dám. Đây rồi bộ lửng nè, bộ lửng Thanh còn đó nè. Ủa cái bộ Phúc lấy cái gì, bộ 3D ấy bộ ở đây là có rồi. Đây bộ nam nè, nhưng mà mua dùm là lấy tiền đó nghe, chứ mua cho là mình không lấy đâu. Rồi cái bộ này bộ nam nè, 35.000 luôn mấy chị nha, 45kg, 40-45kg Thanh sale cho mấy chị luôn, 35.000. 35.000 nha bộ nam nè điêu thuyền ơi. Bộ này là 40-45kg đổ lại nha, Thanh sale cho mấy cục vàng bộ này 35.000 thôi. Rồi lên giùm Thanh là bộ siêu nhân nhện nha, siêu nhân nhện 35.000. Đó bộ siêu nhân nhện màu đỏ nè, rồi màu cam nè, rồi màu xanh nè. Đó nhiều màu lắm, màu đen nữa, màu xanh dương nữa. Nói chung là một bộ 35.000, lấy nhiều bộ Thanh sẽ lấy nhiều màu. Bộ này của con nít. Ờ bộ của con nít, tôi mua bộ người lớn hả? Rồi bộ này là bộ siêu nhân nha, siêu nhân nha mấy chị, 35.000. Cái này là của con nít. Rồi tiếp tục. Bộ thun đi mấy chị. Bán ế lắm à, Diệu ơi. Bán ế lắm. Trời ơi Thanh xui á, Thanh buồn dữ lắm luôn. Quản lý thị trường vô kiếm Thanh. Cho nên là Thanh rất là buồn. Mấy bữa nào tâm sự với bồ mà. Hôm nay Thanh rất là xui á mấy chị. Rồi cái này Thanh sale luôn nè mấy chị, 60.000 một bộ nha. À, quá đẹp luôn, bộ thun nè, 60.000 bộ này là 55kg mấy chị. À, bộ này 55kg nha, Thanh sale cho mấy chị luôn, 55-57kg, chị nào cao là được 60kg. 60.000. Ở mấy bộ này mấy chị mua tiền, mấy chị đi may thôi tiền công hết 70.000 rồi. Đi may thôi là tiền công 70.000 à, chứ đừng nói tới tiền vải nha, Thanh sale cho mấy chị bộ này 60.000 thôi. Rồi lên giùm Thanh luôn ha, thun này là thun giống như là thun Solen vậy mấy chị. 60 bộ đỏ 60, mặc ở nhà rất là thoải mái, không có nhăn, không có gì hết nha.
Rồi bộ màu xanh, ở đây có màu xanh là 60. Rồi màu vàng 60. Rồi bộ này là bộ màu xám 60. Rồi mấy bộ này 60 ngàn. Đúng rồi, còn á cưng, còn đây cái này bộ bông nè, bông này 60 ký nha, bông này 65 ký mấy chị, bộ màu hồng này 65 ký nè, 60 ngàn luôn, 65 ký nha, sale cho mấy chị 60 ngàn, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, bộ màu hồng, hồng 60. Nè con ơi, cột gì đi con. Phúc ơi, cái bộ này là cái bộ hàng nghiêm mà sao cột bỏ vô đây vậy trời. Nè. Còn nha Thùy ơi, thấy không? Đây là trong nguyên cây nó trên lấy xuống luôn là mười mấy chạy cho mấy. Chị lấy cho cưng được hai bộ đó, chị thấy hai bộ rồi chị chừa cho cưng hai bộ đó, Thùy ơi. Đây bộ này là 60 ký nè, 60 ký nha, bộ này đẹp quá trời luôn nè, Thanh sale cho mấy chị luôn, bộ này 70 thôi, bộ này là cô tông mịn nha, bắt đầu đói bụng rồi trời, cô tông mịn nha mấy chị, bộ này là cô tông mịn nè, Thanh sale cho mấy chị luôn, 70 ngàn, 70 ngàn nha, 70 ngàn. Móc lên đó gì, cái này không phải hàng nữa. Thôi nó móc lên đi, gì thấy nó giống thịt à? Đây rồi bộ này thì Thanh, bộ này 50-55 ký nè, 50-55 ký, bộ này Thanh sale 70 ngàn luôn, 70 ngàn nha, 70 ngàn, bộ này 50-55 ký. Áo khoác form rộng 65 ký hả, form rộng 65 ký, Thanh còn loại mắc tiền chút được không, loại đâu rồi, có cái nào đính đá dưới đây không con, cái đính đá chởn rồi. Con lấy hai cái xuống máy nha. Rồi bộ này tiếp tục. Tiếp tục bộ này mấy chị 35 ngàn, gấu nè. Gấu nha, gấu nè, gấu ha, gấu này gấu màu hồng nha. À, gấu hồng 35 ngàn, chị nào lấy chốt Trình Thanh luôn, 45 ký, cao là 50 ký nha. À, bộ gấu màu hồng. Rất là dễ thương luôn, 35 ngàn. Ngàn nha, gấu hồng lên nhìn Thanh là gấu hồng 35k. Đây nè, áo khoác nè. Áo khoác này thì Thanh sale một cái 120 thôi, Thanh bán rẻ nha cái này. Rồi gấu hồng ok thì nè. Ừ rồi để chị gộp chung cho. Thấy cái gì cũng cũng muốn ăn hết trơn. Đây áo khoác này Thanh sale 120 mấy chị ơi, 180 ngàn, bây giờ Thanh sale cho mấy chị 120 nè, nó xịn nha mấy chị, nó xịn nha, còn mà 35-45 ngàn cái giải nó không bằng nha mấy chị, tiền nào của nấy nha. Đó đẹp chưa, đó Thanh sale cho mấy chị luôn 120, 120 nha, cái này là size 65 ký nè chị, 65 ký nè chị, màu xanh nè, áo khoác xanh 65 ký. Rồi cái này màu kem nè, màu này màu cà phê sữa đó, màu cà phê sữa nha, rất là đẹp luôn nè, ở đằng sau nè đó, 120 mấy chị, mặc nó sang nha mấy chị, mặc nó đúng sang luôn. Rồi bộ này, bộ tay dài.
Bộ tay dài nha, 35 ngàn. Bộ này khoảng 20kg mấy chị, 15-20kg nha. Thanh còn màu xanh với màu đỏ. Cái đó là rộng rãi đó chị, 65kg là mặc cái đó là ok luôn á. Cái đó hôm nay bán 120 đây, em nói thiệt luôn á. Rồi cái bộ đồ này tay dài mấy chị, Thanh bán cho mấy chị 35 ngàn. Thanh còn hai bộ màu xanh với màu đỏ nha. Bộ này là khoảng 15-20kg nha. Lên giùm Thanh luôn bộ bé, bộ 3D tay dài, 3D tay dài nha. Lấy màu xanh ok chị. Con một cái thôi con ơi. Chốt cái màu xanh này. Rồi cái bộ này là bộ 3D quần đùi mấy chị, 35 ngàn. Bộ hình con mèo nha, bộ mèo 35k. Đây bộ mèo 35 ngàn, 45kg đổ lại nha mấy chị. Lên giùm Thanh luôn ha. Bộ mèo 35 ngàn. Mèo 35. Cục vàng. Ê Phúc này, dì chỉ cho nè. Trong tủ lạnh có cái ca inox của con, lấy làm gì vậy? Dì ăn mấy cục kẹo gì đói bụng quá. Cái ca ăn bưng nguyên ca ra cho dì luôn. Rồi bộ mèo nha, mấy chị lên giùm Thanh là mèo 35 ngàn mấy chị, 45kg nha. Mua cho bé mặc mấy chị, mùa hè mặc cho nó mát. Có không con? Ngăn đông á. Ừ. Giấu đó. Kẹo sô-cô-la. Ăn không? Dạ không. Chị giấu thôi để mấy đứa nó lấy. Màu xanh không? Ừ. Đây cái này anh sale cho mấy chị luôn, 25 ngàn. Quần xà lỏng nam 25 ngàn mấy chị. Ở chị nào lấy chốt thằng Thanh luôn, quần xà lỏng nam là 70kg. 70kg vừa luôn á. Ăn này bà xị khói luôn. Ở chị nào lấy chốt thằng Thanh luôn ha, 25 ngàn. 70kg. 75kg cũng vừa luôn nghe mấy chị. Màu xanh có màu xanh nha. Màu xanh này được không? Màu xanh này được không hay là màu xanh đậm hơn? Ê lâu dữ không ăn bún đậu mắm tôm ha. Con ăn trầu, con ăn không giờ con ăn quá. Ê thổi ba ơi, đây nè cái áo khoác nè cưng. Hả? Ở đâu? Đây hả? Dạ. Ăn rồi. Hồi đó lúc con chưa có làm á. Ủa có là chứ xanh đậm lấy cái gì, cái quần này màu xanh đậm này. Màu xanh vậy nè. Thổi ba ơi nè, áo khoác nè. Áo khoác nè màu xanh nè. Đó, còn một cái nè, ở đâu nó sót một cái nè. 40 ngàn nè, áo khoác nè, lấy không thổi ba ơi. Quần thể dục nam hả? Có. Áo khoác đó là 70kg, 6-65, 6-70kg gì vừa. Cái áo khoác màu xanh đó là hết rồi phải không ta? Nào gì? Dạ. Con cái đó là bữa còn có một cái à. Quần thể dục nam nè. Không có xanh đậm kia nữa hả? Không sáng. Đây có màu xanh này được không bé Út ơi? Nó lắc cái cổ không. Mấy cây này là không thấy màu đó luôn gì. Cái cây đó cũng
đây quần thể dục nè. Đây quần thể dục nè. Quần thể dục nè 45.000 một cái. Quần thể dục con trai là 45.000. Áo khoác Thanh còn màu khác nha. Áo khoác Thanh còn màu khác được không mấy chị? Đó, quần thể dục nè, 45.000 một cái đây. Bé Út ơi, cái quần sọt nam màu xanh này được không cưng? Đây quần thể dục con trai nè. 45.000 một cái thôi ba ơi. Để chị coi còn chị lấy cho cưng. Để chị coi còn chị lấy cho nha. Không chị hết rồi. Đây cái này Thanh sale cho mấy chị nè. Đó, cái này Thanh bán rẻ cho mấy chị 35.000 thôi. Hết trơn. Gác cái cổ họng luôn. Đó, cái này Thanh sale 35.000 nha. Riêng cái này Thanh sale cho mấy chị 35.000 rất là đẹp luôn. 65kg mấy chị, có người 70kg cũng vừa luôn. Có người 50kg cũng vừa luôn. Rồi ok thể dục nè. Thổi 3 nè, 45.000 nè. Lấy hai cái luôn đi. Hai cái luôn đi thổi 3. Rồi cái áo khoác này Thanh sale cho mấy chị 35.000 mấy chị nha. Cái này mấy chị khoác khoác ở nhà đó, khoác đi lao động đồ mấy chị nha. Cái này Thanh cũng bán 40.000 nhưng mà Thanh sẽ sale cho mấy chị 35.000 thôi. Cái này nó còn có mấy cái Thanh bán rẻ cho mấy chị á. Mẹ chị còn không ta? Đó cái này cái này mình khoác ở nhà rồi cũng được mấy chị. Đó 35.000 thôi. Mặc ở nhà cho nó đỡ nắng nữa mấy chị nha. 35.000 một cái thôi, còn mấy cái nè. Đó còn có mấy cái bán rẻ cho mấy chị luôn, 4-5 cái à. Áo khoác bông nha mấy chị. Rồi ok em. Rồi hai cái hai màu nè, hai bông nè. Vừa đó thổi ba ơi. Vừa đó nha. Gì vậy bé Út? Rồi 35.000 còn 3 cái nha mấy chị. Còn ông ta coi coi giùm chị cái. Đây nè, coi ở đông đây nè. Vậy hết thôi coi. Áo khoác này là nó từ 60 65 kg tại nó có độ giãn, nó có độ giãn mạnh lắm nha. Mình ở nhà mình khoác ở nhà cho nó đỡ nắng rồi cũng được. Khoác ở nhà rồi được. Bé Út ơi 25k là cái gì vậy? Còn ba cái chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn nhé. Ba cái 35.000 nha mấy chị. 35.000. Áo khoác này mặc ở nhà nha, rồi đi giường đi đồ đi ra đi vô rồi mấy chị, đi chợ rồi á. Đó, mình mua cái này thường thường mình mặc được, còn đi đám đi tiệc gì á mình mặc cái xịn xịn xíu.
Em ba áo khoác ok em, rồi là hết luôn á. Quần xanh đầu tiên có viền trắng. Quần xanh đầu tiên có viền trắng là cái đâu rồi? Đây. Rồi 25k ok em. Nè con, bỏ vô gì đi. Rồi ok, Mỹ Hồng nè, 35.000 nè. Đó, cái này mình mua mình mặc ở nhà rồi mấy chị đi vườn rồi đi lao động đi đi chợ đi búa rồi cũng được mấy chị. Chừng nào mình đi đám đi tiệc cái mình mua cái xịn xịn xíu. Còn cái này nó rẻ mình mua mình mặc lao động rồi. Cái chỗ này còn hai gì? Đen với sáng hả? Đây rồi cái sọc này, cái sọc này Thanh bán 35.000 nha. Riêng cái sọc này Thanh bán 35.000 nè. Còn mấy cái màu là Thanh không có bán 35.000 được. Đây còn hai cái sọc, sọc có chỉnh còn không? Đây sọc nè, 35.000 luôn mấy chị, 35.000 sọc nha. Đó, sọc Thanh còn hai cái nè, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, sọc nha mấy chị. Sọc 35.000, sọc 35.000. Quá trời rẻ. Chốt để hết uổng mấy chị ơi nha. Cái này nó còn ít hơn, anh bán rẻ cho mấy chị 35.000 á. Sọc 35 ok Khánh Băng. Rồi ok chị Sao Nguyên. Chị Sao Nguyên ơi, em có trừ tiền cho chị hai bộ đồ đổi á. Hai bộ đồ đổi á, rồi chị đưa hai bộ đồ đổi cho nó rồi đi giùm em nha. Chừng nào nó giao tới á, chị đưa cho nó hai bộ đồ đổi giùm em. Em có trừ tiền luôn rồi đó. Rồi thảy cho gì đi, còn một cái sọc nha mấy chị. Còn một cái sọc nha. Đây còn một cái sọc nè, chị nào lấy sọc rồi không còn một cái nè. Còn lại là đen chứ. Đen với lại xanh. Còn một cái sọc nè, chị nào lấy chốt kinh Thanh luôn, 35.000. Còn cái gì nhiều con? Cái này nhiều nhất là nhà cái gì? Mua đen hả? Đen hay xám? Hủ tiêu cái gì, hủ tiêu đen. Rồi Thanh còn một cái sọc, chị nào lấy sọc thì chốt sọc giùm Thanh nha mấy chị. Chốt vàng em coi hả, đợi chị xíu à. Đây cái này Thanh bán rẻ cho mấy chị luôn à. Cái này Thanh bán rẻ cho mấy chị luôn, 30.000. Ủa cái quần sọt 30.000 mấy chị nha. Rẻ bèo luôn, 30.000. Cái này khoảng 40kg mấy chị, 40kg nha, 40kg Thanh sale cho mấy chị. Cái quần sọt này 30.000 thôi. Đây 42kg nha mấy chị, 42kg. Ở quần sọt nha, quần riêng sọt Thanh sale cho mấy chị 30.000 thôi. Vừa bán vừa tặng cho mấy chị luôn. Ba chục. Cái này Thanh còn size nhỏ thôi nha. Thanh hết size lớn rồi. Còn size nhỏ bán rẻ. Gấu vàng đó hết rồi bé Út ơi, gấu vàng hết rồi Cưng ơi. Hết rồi nha. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị luôn nè, 20.000 thôi. Cái zoom cho bé mấy chị.
Cái dung này khoảng 30 kg, 30-35 kg nha. 30-35 kg Thanh sale cho mấy chị cái này 20.000 thôi nè. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn cái dung như mấy chị. Ủa này thấy cưng quá trời luôn nè. 20.000, 20.000 chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Rồi dung 20, dung 20, bé 35 kg đổ lại nha. Đây dung. Đây còn quần này là quần size này là size đại nè. Quần này 45.000. Bây giờ Thanh sẽ bán cho mấy chị là 39.000 nha, 39.000 nha mấy chị. Quần này đúng ra không có sale. 39.000 vải dày đẹp nha mấy chị. 39.000 chị nào lấy chốt anh Thanh luôn, 65 kg đổ lại là vừa nha. Đó, quần nè lưng chữ nè. Sale cho mấy chị 39.000, cái này từ 45 kg trở lên là mặc được nha mấy chị, 65 kg đổ lại, có chị 70 kg vẫn vừa, chị nào mà cao á là được 70 kg nha. Thanh sale cho mấy chị luôn, cái này còn duy nhất một cái màu xanh dương, còn tất cả là màu đen hết nha mấy chị. Màu đen nha, nhưng mà cái này nó còn duy nhất một cái màu xanh dương nè. Đó, còn duy nhất một cái xanh dương thôi, còn tất cả đều là màu đen. Thanh đói bụng lắm mấy chị. Ủa Phúc ơi, con hay ăn bún đậu mắm tôm là nó bển hả? Nhiều bển nó bằng thận nhiêu? 45, 65, 75, 85. Rồi quần đen ok chị. 39.000 quá rẻ mấy chị. Bữa nay Thanh bán là bán sale cho mấy chị đó. Ở chị nào lấy chốt Thanh luôn. Màu đen. Nghe gì nói cho thèm. Rồi màu đen với màu xanh nha. Màu xanh còn có một cái màu thôi, còn lại là màu đen nha mấy chị. Đó, lên giùm Thanh luôn. Quần 39.000. Pate chị hết rồi cưng ơi. Đây rồi, cái này là 39.000 luôn. Đây cái này là quần nè trơn nè. Ở cái này là quần đen trơn mấy chị. Mấy chị mặc cái này mà mặc đi làm vô tư luôn mấy chị. Nha, mặc đi làm đi lao động rồi vô tư luôn. Cái này khoảng 60-65 kg đổ lại luôn nè. Đó, 60-65 kg đổ lại thành sale cho mấy chị luôn, 39.000 luôn. Vải dày đẹp nha mấy chị. Rồi lên giùm Thanh luôn, 39.000, 39.000 đen trơn. Cái hồi nãy là lưng chữ, còn cái này là đen trơn nha mấy chị. Mấy chị lên giùm Thanh là đen trơn 39.000 nha. Đơn có đẳng ít ở trong cọt mà dồn luôn đi con. Đơn ở trong cọt ít ra dồn luôn đi. Rồi đen trơn ok chị. Đây rồi cái quần này mấy chị. Quần này 35.000. Ôi, quần này Thanh bán 120 đó mấy chị, 120-125 đó. Giờ Thanh sale cho mấy chị. Rồi lấy thêm một cái nữa ha. Ok cục vàng. Rồi cái quần này 45.000. Bây giờ Thanh sale cho mấy chị 35.000 luôn. Đây cái này Thanh còn mấy cái nè. Còn 5 cái nha. Còn 5 cái Thanh sale cho mấy chị 35.000 luôn, 60-65 kg đổ lại với mấy chị, từ 45 kg trở lên nha. 45 kg trở lên, 60-65 kg đổ lại Thanh sale cho mấy chị luôn, 35.000 luôn. Cái này còn 5 cái Thanh sale rẻ nha mấy chị, sale cho hết luôn á. Rồi cái quần màu kem, quần thể thao mấy chị, sale 35.000, còn 5 cái. Cái quần này mấy chị mặc với mấy cái áo thun nó đẹp dữ lắm mấy chị, nó mặc rất là đẹp luôn. Mặc đi làm, mặc lao động mà gì cũng được mấy chị. Rẻ quá trời luôn, mình mua mình để dành mặc đi làm. Rồi lên giùm Thanh là quần kem 35k đi nha mấy chị. Quần kem 35.000. Rồi còn cái quần này là quần kaki.
cho con gái mặc nè. Kem ok cục vàng. Thì ơi, cưng nhắn cái số điện thoại lên trên đây giùm chị đi. Cưng comment cái số điện thoại giùm chị để chị lưu lên cái máy á cưng. Chị lưu lên cái phần mềm á chứ không phải là chứ chị biết số điện thoại cưng, cưng nhắn tin riêng là nó không, chị không lưu được. Bộ bài chị hết rồi cưng. Em nhắn tin riêng là chị không có lưu được, em nhắn lên đây nè, em comment lên đây chị mới lưu được. Rồi cái quần này bán rẻ 10.000 mấy chị về giặt giùm Thanh nha, giặt ga nha mấy chị nè. Thanh chùi chùi là nó cũng ga đó nè, cái này ngâm giặt ga nè, Thanh bán rẻ cho mấy chị 10k thôi. Mua cho con mình mặc đi đi chơi, đi thể dục đồ mấy chị, mặc ở nhà cũng được nữa. Ừ đó, để chị lưu lên. Mười k ok em. Cái này về giặt là nó sạch à. Rồi còn cái này Thanh sale cho mấy chị nè. Dọn ấy đi con ơi. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị nè. Đó, cái này bán rẻ cho mấy chị luôn. Cái này bán 35.000 thôi. 35.000 cái quần túi hộp nha mấy chị. Quần này đúng xịn luôn. Cái lòng thòng này về mấy chị không thích mấy chị cắt bỏ. Dọn dép. Hai đứa con ra dọn dép. Rồi 35.000, 35.000 nha. Đó, cái quần này khoảng 35-40kg mấy chị. 42kg nha. 42kg đổ lại á. Thanh sale cho mấy chị cái quần này 35.000 thôi. Quần này là cũng là trăm mấy nè, hàng trăm mấy á. Lên giùm Thanh luôn, 35.000, Thanh có màu cam, màu đỏ đô, màu vàng. Ra màu cam nè. Màu đỏ đô nè. Rồi ok, ok, màu cam nè, rồi màu vàng nè. Đó. 35.000 luôn, quần này quần kaki hàng xịn á. Trăm mấy á. 35.000 luôn. Rồi mày này là màu đỏ đô nè. Rồi màu vàng nè, đúng đẹp luôn nha. 35.000 luôn. Đây cái quần ngố, quần dài nha, quần ngố dài Thanh sale cho mấy chị luôn, 35.000 luôn. Quần ngố mấy chị, ngố dài 35k lên giùm Thanh luôn, ngố 35k. Ủa Quỳnh ơi, dép tổ ong, dép tổ ong là hết dép gì? Quỳnh ơi. Dép tổ ong là hết cái gì con? À. Dép tổ ong là hết cái gì? Size gà nào hết? Đây rồi cái áo màu đen nè, áo có nón nha. Cái này Thanh sale cho mấy chị 35.000. Cái này 120 nè. Đó, Thanh bán cho mấy chị luôn 35.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Trời cái này. Bây giờ mấy chị lấy nguyên bộ này đi nè. Cái quần này mặc cái áo này đúng đẹp luôn nè. Đó nguyên bộ luôn. Lấy cái quần này với cái áo này về phối là nguyên bộ. Thanh bán cái này à. Bán 45.000 thôi. Đó, bán rẻ cho mấy chị luôn. Nguyên set này luôn 45.000. Một cái áo với một cái quần này bán rẻ luôn 45.000. Đó Thanh phối thành bộ cho mấy chị luôn nè. Bán nguyên combo gì đi 45.000. Đúng lời luôn, chị nào lấy cái này combo 45.000 đúng lời luôn ha. Rồi ok em, đúng đẹp luôn. Đúng đẹp luôn á. Cái quần này là quần ngố nè, cái 70-80.000 á. Giờ chị cho vô hai món luôn 45.000 luôn.
Rồi cái quần này 35.000. 35.000, 35.000 nha. Quần này là khoảng 50-55kg nè. À, 50, quay cái máy bên đây lên đi con. Quay lên. Đây cái quần này 35.000 nha. Quần này là quần lửng ống rộng nha mấy chị. Quần lửng ống rộng 35.000. Lấy em quần đen kaki 20k. Rồi quần đen kaki 20k, ok bé Út nè. Đâu rồi? Ấy cái quần này. Cái quần này 3 cái 50.000 nè. Thùy ơi. Nè con. 3 cái 50.000 nè. Trời ơi, cho có cái này về mặc đã đời luôn. Đó, 3 cái 50.000. Quá đẹp luôn cưng. Quá đẹp luôn. Ê, cái này 3 cái 50.000. Chị Thanh bán lớn gì luôn á, 3 cái 50.000. Còn 4 cái. Đó, 3 cái 50, 3 cái 50. Bán vậy đó. Không lấy là uổng lắm luôn, thiệt luôn. Ê, đây cái quần xà lỏn màu xanh nè, lấy thêm cái này không cưng, còn màu xanh nữa nè. À, 25.000 nè, quần 75kg vừa luôn đó nha. 75kg vừa luôn, quần xà lỏn nam nè, màu xanh đậm nè. Đó, còn một cái đó. Một cái cho bé mặc, rồi vậy một cái 20.000 cục vàng. Rồi ok, chị lấy cho cưng cái đó ha, cái đó 25.000. À, quần 25k rồi, ok Mỹ Hồng. Ê cái quần này chị có lấy cho cưng 4 cái rồi đó Mỹ Hồng ơi. Quần này chị lấy cho cưng 4 cái rồi á. Chị lấy thêm nữa hả? Đây quần này là 25.000 một cái nè mấy chị nha, 70-75kg đổ lại là vừa luôn á. Đây cái bộ đồ này sale cho mấy chị 45.000. Thêm đi chị hả? Rồi ok em. Ôi cái đó giờ chị còn màu xanh đậm này được không cưng? Màu xanh đậm này được không? Màu kia chị hết rồi. Đây rồi, lên giùm Thanh luôn. Bộ đồ này 45.000. Lấy em quần xanh đậm. Rồi chị lấy rồi nha bé Út ơi. Đây bộ đồ này 45.000, rất là đẹp luôn mấy chị. Trời ơi đúng sang luôn ha. Đúng sang luôn, Thanh bán này 45.000 đúng rẻ luôn mấy chị. Rẻ như cho luôn. Vải nó đẹp lắm nha. Đó, bộ này 45.000. Rất là sang luôn ha, vải nó mềm nè, nó đẹp nữa. Rồi lên giùm Thanh luôn, bộ 45.000, bộ 45.000 nha. Ừ đúng rồi, chị lấy vô cưng cái viền trắng, đúng rồi, lấy đúng rồi đó. Cái đó còn có một cái một à. Rồi cái này là màu này màu trắng nha mấy chị, rồi cái này màu xanh nè. Rồi cái này màu đỏ nè, màu vàng nè. Đó, màu đỏ nè, màu vàng nè. Nhiều màu, chị nào lấy màu nào thì chốt cùng Thanh luôn ha. Đây, 3 bộ 50.000. 50.000 3 bộ. U là mèn nó đẹp nha mấy chị, nó rẻ nha mấy chị. Đó, 3 bộ 50.000, bộ này là màu xanh dương nha. Bộ đùi 50kg đổ lại nha. Đó, 50kg đổ lại, Thanh sale cho mấy chị luôn 3 bộ 50.000. Lên giùm Thanh luôn 3 bộ 50.
Rồi Thanh sẽ theo dép cho mấy chị nè. Đôi dép này mấy chị mua cho con mình đi học. Đế là đế cao su non nha mấy chị. Sale cho mấy chị luôn đôi này 35.000. Size 25. Ê, size 22 chứ lộn. Đôi này là size 22 nè. Sale cho mấy chị 35.000, 35.000. Đó, đôi dép này là hàng trăm mấy mấy chị. Đế là đế bằng cao su nha. Đế cao su non á, sale cho mấy chị luôn 35.000. Ê Phúc ơi, cái cục đó của ai vậy? Rồi thôi Thanh xuống like mấy chị, đói bụng ăn một cái ly kẹo rồi mà nó không xi nhê vậy chứ. Cái gì? Thu lại ship 30.000 tiền code gì đó. Tiền code gì? Không biết, anh đó không. Chạy trước một đơn thì nó có ăn thu 30. Chạy trước một đơn là sao? Là sao chị không hiểu? Không làm thì nó em thu qua trước 30. Thu trước 30 là sao vậy? Không hiểu. Chị giả xiết cái đơn á, cái đơn này không đồng nó không có trừ gì khó á. Thu qua chục ngày á chị. Đơn đó là đơn của ai? Nè cưng. Nè là ai kêu thu? Cái app nó thu như là giống như chị trả trước cái tiền ship của cái đơn đó thì để là chị trả. Cái đơn nó không đồng, nó có trừ vô. Thường á là nếu mà những cái đó là nó sẽ trừ vô tiền đối shop mà sao giờ tới mỗi lần ấy cứ kêu cưng đi đòi là sao vậy? Cưng về cưng nói với mấy đứa nó vậy đó. Thường á là hồi nào giờ ví dụ như cái đơn đó mà có sắp trả thì tất nhiên cái đơn đó thì tới lượt đối soát thì nó sẽ trừ nó đưa cái kiểu mà cái chi tiết của cái đó đó kêu nó cưng về cưng nói nó đối soát trong cái đó cho chị, còn hay là muốn lấy tiền rồi ngưng hợp đồng luôn cưng nói nó vậy đó. Lúc trước giờ vậy thì vậy đi, cái lâu cái đi đòi lâu đi đòi rồi tới lúc đối soát rồi cái nó trừ trong đó của chị nữa làm sao chị biết chị quản lý hết nổi đúng không? Rồi thôi Thanh xuống like nha mấy chị.